Nhận định kèo bóng đá Thụy Điển với Armenia 1 giờ 45 phút ngày 6 tháng 6 năm 2021. Vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 6 tháng 6 năm 2021 theo giờ Việt Nam, Thụy Điển sẽ có cuộc tiếp đón các cầu thủ Armenia trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế. Một trận đấu được xem là cơ hội để cả hai đội bóng có được sự trải nghiệm cũng như cọ sát với nhau, qua đó nâng cao những ưu điểm đang có và dần khắc phục đi sự thiếu sót về lối chơi. Liệu đội bóng nào sẽ thể hiện được một thế trận hiệu quả hơn và giành về chiến thắng ở cuộc đối đầu này? Thụy Điển là cái tên không còn quá xa lạ với tất cả người yêu bóng đá trên toàn thế giới. Một đội bóng có lối chơi cực kỳ nhiệt huyết và máu lửa. Thống kê cho thấy Thụy Điển vừa mang về đến 4 chiến thắng sau khi đã phải nhận một thất bại ở 5 lượt trận gần nhất. Việc sở hữu phong độ thăng hoa và ổn định đang giúp cho các cầu thủ đội nhà có được sự tự tin đáng kể ở cuộc tiếp đón vào cuối tuần này. Armenia mặc dù không quá vượt trội như đội nhà nhưng những gì mà họ đã thể hiện ở thời gian vừa qua cũng cực kỳ ấn tượng. Thống kê cho thấy Armenia chưa phải nhận bất kỳ thất bại nào ở 5 lượt trận thi đấu gần nhất, thay vào đó là một trận hòa và 4 chiến thắng. Điều này đang giúp cho các cầu thủ đội khách giảm được đáng kể những áp lực ở chuyến hành quân xa nhà sắp tới. Mặc dù phải đối đầu với một đội bóng không hề dễ chơi nhưng với lợi thế sân nhà có được cùng với đó là sự vượt trội hơn khá nhiều thì Thụy Điển vẫn quyết định lựa chọn một lối chơi tốc độ ở trận đấu này. Việc tạo ra một thế trận hiệu quả sẽ giúp cho các cầu thủ đội nhà có nhiều cơ hội để tìm kiếm được bàn thắng sớm, vươn lên dẫn trước từ các tình huống nguy hiểm rõ rệt. Một trận đấu hấp dẫn và có nhiều bàn thắng xuất hiện cũng chính là dự đoán của các chuyên gia đối với cuộc đối đầu này. Soi kèo châu Á, không quá khó hiểu khi Thụy Điển vẫn chính là đội bóng được đánh giá cao hơn so với đối thủ ở trận đấu này, với khá nhiều lợi thế có được cũng như sự nhỉnh hơn về đội hình. Nhập cuộc tự tin và tạo ra một lượng áp lực đáng kể về phía đội khách từ lợi thế sân nhà. Cùng với đó triển khai một thế trận hiệu quả và ghi được những bàn thắng quan trọng từ các cơ hội nguy hiểm rõ rệt sẽ giúp cho các cầu thủ Thụy Điển có được chiến thắng ở cuộc tiếp đón này.